Cô chào tất cả các em học sinh nhé. Các em còn nhớ các ngành động vật đã học đó là những ngành động vật nào nè? Như là ngành động vật nguyên sinh ha, ngành ruột khoang, các ngành giun, ngành thân mềm, ngành chân khớp. Đấy là những động vật không xương sống. Bên cạnh động vật không xương sống có những động vật có xương sống nha. Chương 6, ngành động vật có xương sống. Em mở sách giáo khoa trang 102, 103. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh trong sách giáo khoa để cùng tìm hiểu bài. Trên đây là giới thiệu chung về động vật có xương sống. Động vật có xương sống có bộ xương trong nè, trong đó có cột sống chứa tủy sống. Các em lưu ý đặc điểm này, cột sống là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành động vật có xương sống với ngành động vật không xương sống. Trong ngành động vật có xương sống được chia ra làm 5 lớp. Lớp đầu tiên đó là lớp cá, lớp thứ hai đó là lớp lưỡng cư, lớp thứ ba đó là lớp bò sát, lớp thứ tư đó là lớp chim và cuối cùng đó là lớp thú hay còn gọi là lớp có vú nha. Các em sẽ tìm hiểu lần lượt từ đây cho đến cuối năm, 5 lớp của ngành động vật có xương sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lớp đầu tiên đó là lớp cá. Bài 31 cá chép. Trong bài này gồm có hai nội dung chính: tìm hiểu về đời sống của cá chép như thế nào, quan sát cấu tạo ngoài của cá chép ra sao nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đời sống của cá chép như thế nào. Đây các em, cá chép sống trong nước ngọt như là ở hồ ao sông suối và nó ưa các vực nước lặng nha. Và nó là loài ăn tạp. Thế nào là loài ăn tạp? Có nghĩa là nó ăn thực vật, động vật, mồi sống lẫn mồi chết, gọi là ăn tạp. Như là nó ăn, có thể ăn giun, ốc, ấu trùng, côn trùng và thực vật thủy sinh nhé. Và lưu ý, nó là động vật biến nhiệt. Thế nào là động vật biến nhiệt? Động vật mà nhiệt độ cơ thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, như vậy thân nhiệt cơ thể của nó không ổn định nhé. Do nhiệt của con vật không có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể nên chúng thường phải tìm đến những nơi có nhiệt độ thích hợp, đặc biệt là về mùa đông hoặc là trong những ngày có nhiệt độ cao, thì khi đó chúng có thể ẩn trong hang hốc ở bờ sông hoặc là bờ ao hoặc ẩn dưới những cây thủy sinh để mà thích nghi. Đó là những động vật biến nhiệt, các em lưu ý điểm này nha. Trong đời sống có đặc điểm sinh sản thì cá chép có đặc điểm sinh sản như thế nào? Để các em, cá cái đẻ từ 15 đến 20 vạn trứng vào những cây thủy sinh, thì cá đực sẽ bơi theo phía sau tưới tinh dịch lên, tưới tinh dịch có chứa tinh trùng, thụ tinh cho trứng, thì đây là thụ tinh ngoài. Và trứng sau khi thụ tinh nó sẽ phát triển thành phôi, nhé, và phôi sẽ phát triển thành cơ thể mới. Ở đây các em thấy rằng nè, vì sao, lưu ý cho cô chỗ này ha, những loài thụ tinh ngoài thì thường chúng đẻ trứng với số lượng rất lớn. Ví dụ như cá chép ở đây, mỗi lứa đẻ của nó từ 15 đến 20 vạn trứng, rất là nhiều. Vì sao như vậy? Các em lưu ý ha. Tại vì những loài thụ tinh ngoài thì các em thấy rằng là cái tỷ lệ trứng được thụ tinh, hay nói cách khác là cơ hội mà tinh trùng gặp trứng nó sẽ rất là thấp. Tức là tỷ lệ trứng thụ tinh sẽ thấp. Và khi mà do thụ tinh ngoài thì các em thấy rằng trứng nằm ngoài môi trường nó sẽ không được an toàn, có thể làm mồi cho kẻ thù và có thể là điều kiện môi trường, ví dụ như ở đây là môi trường nước, có thể sẽ không phù hợp cho sự phát triển của trứng, như là nhiệt độ nè, nồng độ oxy thấp vân vân. Cho nên cái tỷ lệ trứng mà nó phát triển để nó nở ra thành con non á, phát triển thành phôi sau đó nở thành con non, có thể là nó sẽ không phát triển liên tục được, có thể bị gián đoạn hoặc trứng nó sẽ bị hư đi. Như vậy tỷ lệ mất mát hao hụt của những loài đẻ thụ tinh ngoài á thì rất là cao, cho nên nó phải đẻ nhiều trứng để bù lại sự mất mát hao hụt đó để giúp cho nó duy trì nòi giống nha. Đây là nội dung chính của phần đời sống cá chép các em ghi vào trong vở của mình nha. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về cấu tạo ngoài cơ thể. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo ngoài của cá chép như thế nào. Em hãy quan sát nhé. Thân của cá chép có dạng hình thoi dẹp bên nè.
Trên thân của chúng có phủ vảy xương. Các vảy xương này tì lên nhau xếp như ngói lợp. Các em quan sát ha. Thì bên ngoài vảy có lớp da mỏng và có tuyến tiết chất nhầy. Cho nên khi chúng ta sờ vào cá, chúng ta bắt cá chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng nó rất là nhầy, có nhiều chất nhầy. Đó là do tuyến tiết chất nhầy trên da của nó tiết ra. Và cơ thể của nó có các loại vây. Đây là vây cá. Thì vây cá có cấu tạo bởi các tia vây căng bởi da mỏng. Nha. Em hãy quan sát hình 31, cấu tạo ngoài của cá chép. Cơ thể của cá chép được chia ra làm 3 phần chính. Phần A, đây là giới hạn phần đầu. Phần B, đó là giới hạn phần mình. Và cuối cùng phần C, đó là đoạn khúc đuôi của cơ thể. Quan sát tiếp nhé. Vị trí số 1, đây là miệng của cá chép. Vị trí số 2, đây là râu. Cá chép có 2 râu. Nha. Vị trí số 3, đó là lỗ mũi. Và thứ tư, đây là mắt của cá. Hai mắt của cá, ở cá thì mắt không có mi, như vậy màng mắt sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước. Vị trí thứ năm đó là nắp mang. Tiếp theo, đây là vây lưng, đây là vây đuôi. Vị trí số 8 đó là vây hậu môn. Các em lưu ý nè, vây lưng, vây đuôi và vây hậu môn, đây là vây lẻ, những vây lẻ của cơ thể. Tiếp theo, vị trí số 9 đó là vây bụng. Số 10, vị trí số 10 đó là vây ngực nha các em. Thì vây ngực và vây bụng đây là vây chẵn của cơ thể nha. Đây là vị trí của lỗ hậu môn. Và cuối cùng đây là cơ quan đường bên của cơ thể nha. Đó là toàn bộ về các bộ phận cấu tạo bên ngoài cơ thể của cá chép nha. Sau đây em hãy làm lệnh ở sách giáo khoa trang 103. Bản 1, đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống bơi lặn. Ở cột 1, đó là đặc điểm cấu tạo ngoài. Trên đây liệt kê 5 đặc điểm cấu tạo ngoài. Cột 2, đó là sự thích nghi. Nha. Em hãy quan sát cá chép trong bể kính và hình 31 chúng ta vừa tìm hiểu đấy. Đọc bản 1, giữ lại câu trả lời đúng nhất dưới đây được sắp xếp theo từng cặp ở cột 2 của bảng. Nha. Thì những cụm từ lựa chọn như là ý A, đó là giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang nè. B là giảm sức cản của nước. C là mắt cá không bị khô. D là dễ dàng phát hiện ra con mồi và kẻ thù. E là giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường. G đó là có vai trò như bơi chèo. Đến đây em hãy dừng video lại, chúng ta sẽ làm hoàn thiện bản này, sau đó chúng ta sẽ cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả phần bài làm của mình như thế nào nhé. Sau đây là kết quả của bản 1. Đây, đặc điểm đầu tiên đó là thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân. Vậy sự thích nghi ở đây là ý A hay là ý B? Đó là ý B. Ý B đó là gì? Làm giúp giảm sức cản của nước. Đúng không nào? Giảm sức cản của nước thì nó bơi. Đặc điểm thứ hai, mắt cá không có mi, như vậy màng mắt tiếp xúc với môi trường nước. Như vậy ở đây sự thích nghi đó là gì? Đó là ý C, là giúp cho màng mắt không bị khô nha các em. Đặc điểm thứ ba, vậy cá có da bao bọc, trong da có tuyến hay là có nhiều tuyến tiết chất nhầy. Như vậy ý nghĩa thích nghi ở đây là gì? Đó là ý E, giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước nha. Đặc điểm cấu tạo thứ tư, đó là sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp. Điều này có ý nghĩa đó là giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang nha, khi nó bơi lội. Và đặc điểm cuối cùng, đặc điểm thứ năm, vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng khớp động với thân. Ý nghĩa thích nghi đó là gì? Đây là ý R, đó là có vai trò như bơi chèo, giúp cho cơ thể bơi lội nha. Rồi, như vậy cấu tạo ngoài các em ghi nội dung chính này vào trong vở của mình nha. Cá chép có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước, như là thân hình thoi nè, gắn đầu với thân thành một khối vững chắc. Vảy là những tấm xương mỏng xếp như ngói lợp,
được phủ một lớp da tiết chất nhầy và mắt không có mi. Đấy ha. Rồi chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về chức năng của vây cá như thế nào. Đây các em. Thì khi mà bơi, cá uống mình, khúc đuôi mang vây đuôi đẩy nước làm cá tiến lên phía trước. Đôi vây ngực và đôi vây bụng ngoài chức năng giữ thăng bằng cho cá còn giúp cá bơi hướng lên trên hoặc là bơi hướng xuống dưới, rẽ trái nè, rẽ phải nè, dừng lại hoặc là bơi đứng. Và vây lưng và vây hậu môn làm tăng diện tích dọc của thân cá khi bơi, giúp cho cơ thể không bị nghiêng ngả. Đó là chức năng của vây cá nha. Như vậy vây cá có chức năng là gì? Vây cá có hình dáng như bơi chèo, giữ chức năng di chuyển trong bơi lặn và điều chỉnh sự thăng bằng nha. Sau đây chúng ta sẽ giải đáp một số câu hỏi ở cuối bài trong sách giáo khoa. Câu hỏi đầu tiên, nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép như thế nào? Đây các em ha. Điều kiện sống đó là nó sống trong môi trường nước ngọt nè, nước lặn, ăn tạp, là động vật biến nhiệt nè. Về đặc điểm sinh sản thì cá chép là thụ tinh ngoài, trứng thụ tinh phát triển thành phôi, phôi nó sẽ nở, phát triển thành con non ha. Đấy. Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước như thế nào? Đây, đây là toàn bộ phần cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước nha. Các em tham khảo ha. Câu số 3, vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn và ý nghĩa là gì? Thì số lượng trứng mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn vì với đặc điểm sinh sản của cá chép, số lượng trứng sẽ bị hao hụt rất là lớn. Như vậy là tại sao nó bị hao hụt rất lớn các em ạ? Như cô có giải thích ở lúc đầu thì các em thấy rằng là đối với những loài, lưu ý ha, những loài mà đẻ trứng thụ tinh ngoài, thường chúng sẽ đẻ trứng với số lượng rất lớn bởi vì sự mất mát hao hụt nhiều. Mất mát do đâu? Do là tỷ lệ trứng được thụ tinh thấp, bởi vì thụ tinh ngoài thì cái cơ hội tinh trùng gặp trứng thấp hơn nhiều. Và do điều kiện tự nhiên bên ngoài nữa, như là nhiệt độ không thích hợp nè, nó có thể bị ảnh hưởng, cho nên phôi nó sẽ không phát triển tiếp được nè, hoặc là trứng nó có thể làm mồi cho động vật khác, mất mát hao hụt rất là nhiều, cho nên nó phải đẻ nhiều để làm chi? Giúp nó duy trì nòi giống nha. Đây là câu hỏi thứ tư, các em hãy mở sách ở trang 104 nha. Nêu chức năng của từng loại vây cá. Để xác định vai trò của từng loại vây cá, người ta làm thí nghiệm và kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 2 nha. Đó là bảng 2, đây là bảng trang 105 đó các em. Như vậy trình tự thí nghiệm, thí nghiệm đầu tiên chúng ta làm và cô sẽ chiếu kết quả luôn, các em theo dõi nha. Thí nghiệm 1, loại vây được cố định, đó là người ta sẽ cố định khúc đuôi và vây đuôi bằng hai tấm nhựa, có nghĩa là cho cái khúc đuôi và vây đuôi của nó không hoạt động nha. Thì trạng thái của cá như thế nào? Cá sẽ không bơi được và chìm xuống đáy bể. Như vậy vai trò của khúc đuôi và vây đuôi đó, đó là gì? Giúp cho cá bơi được nha. Thí nghiệm thứ hai, người ta sẽ cố định tất cả các vây trừ vây đuôi. Cá sẽ bị mất thăng bằng hoàn toàn. Cá vẫn bơi được nhưng thường bị lộn ngược bụng lên trên, tư thế cá chết. Như vậy vai trò của các loại vây đó là gì? Giữ vai trò chính trong sự di chuyển nha. Thí nghiệm thứ ba, người ta sẽ cố định vây lưng và vây hậu môn, tức là không cho vây lưng và vây hậu môn hoạt động, thì cá bơi nghiêng ngả chệch choạng theo hình chữ Z, không giữ được hướng bơi. Như vậy chức năng của vây lưng và vây hậu môn là giúp cho giữ thăng bằng theo chiều dọc nha mấy em. Thí nghiệm thứ tư, người ta sẽ cố định hai vây ngực, không cho hai vây ngực này hoạt động, thì cá rất khó duy trì được trạng thái cân bằng, bơi sang phải, trái hoặc hướng lên mặt nước hay hướng xuống dưới rất khó khăn. Như vậy chức năng của vây ngực đó là gì? Rẽ phải, trái, lên xuống, giữ thăng bằng và quan trọng hơn vây bụng nha. Thí nghiệm thứ năm, người ta sẽ cố định vây bụng, thì cá chỉ hơi mất thăng bằng, bơi sang phải, trái, lên, xuống hơi khó khăn.
nha. Như vậy vai trò của hai vây bụng đó là gì? Giúp cho cá rẽ phải, rẽ trái, lên xuống và giữ thăng bằng. Đây là chức năng của từng loại vây cá nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em lưu ý ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu nè. Học bài, đọc mục em có biết, làm câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa trang 104. Kế đến đó là bài 32, thực hành mổ cá. Bài 33, cấu tạo trong của cá chép. Đây là nội dung hai bài được giảm tải, cho nên tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài 34. Em hãy đọc trước bài 34 nhé. Đó là đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá. Cô mến chào tất cả các em.